Xin chào tất cả các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của Đồ Gỗ Linh Hương. Thì thưa các bác, thì hôm nay trong video clip ngày hôm nay thì em sẽ giới thiệu đến các bác chất liệu gỗ khảm chai nhá. Thì bác khách nào mà đang quan tâm đến cái dòng khảm chai này thì có thể xem hết video clip của bên cơ sở em để hiểu rõ hơn về cái dòng khảm chai này nhá các bác nhá. Thì đầu tiên thì em cũng xin chia sẻ cho các bác thì cái nguồn gốc của cái hàng khảm chai này này. Khảm chai này thì ngày xưa thì các cụ mình thì cái hàng công nghệ thì nó cũng không có cái hàng giáp vàng như hiện nay. Thì đa số những cái hàng khảm chai này thường thường là các cụ khắc vào gỗ như thế này này để tô điểm lên cho những cái nét đẹp. Thì những cái nét khảm chai như thế này là như ở cái bức cuốn thư câu đối nha các bác nhá. Thường thường là các cụ ngày xưa là thường khảm ở những phần chữ này hoặc là đại tự đấy ạ, hoặc có những phần điểm ở những phần cổ sập đây này các bác này nhá. Cái dòng khảm chai này ngày xưa những gia đình nào có điều kiện lắm thì mới làm những cái hàng khảm chai như thế này, hoặc là xuất hiện ở trong những nơi thờ tự linh thiêng như đình chùa hoặc là từ đường của một dòng họ lớn các bác nhá. Thì riêng về cái dòng khảm chai ngày nay ấy thì đa số là cái dòng ốc nhập khẩu thôi các bác ạ. Thì cái ốc ta thì hiện tại thì không còn nữa, cái dòng đấy là cái dòng quý hiếm rồi. Hiện tại thì không còn những cái dòng đấy, thì đa số bây giờ toàn bằng cái hàng nhập khẩu thôi. Thì các bác có nhìn đang thấy trực tiếp đây nhá. Cái công đoạn khảm chai thì cực kỳ là tỉ mỉ này. Những cái đường nét này rất là nhỏ này. Thì theo như em thấy thì đa số những nhà thờ tổ hoặc là những nơi thờ tự linh thiêng, hoặc là những bác nào mà muốn chơi những cái hàng giả cổ như ngày xưa ấy thì đa số là vẫn làm cái hàng khảm chai như thế này nha các bác nhé. Thì những cái hàng khảm chai này khi mà làm lên thì nó sẽ rất là đẹp. Đây như bên em đang làm một chiếc sập vắt vải đây, điểm cho một bác khách ở Hà Nội nhá. Bên em này mới đây các bác nhé, để em phủi đi này. Để các bác nhìn thấy cái độ tinh xảo của nó chưa, cực kỳ là sắc nét nhá. Đây các bác này, nhìn. Đây bên em mới mài thôi nhá, còn một phần đánh bóng nữa cơ. Khi mà tổng thể dựng lên thì nó sẽ cực kỳ là đẹp. Thì đa số hiện nay là đều là những cái hào dòng ốc nhập khẩu từ Singapore và Indo. Thì cái giá thành của nó thì nó cũng có một số cái mức giá từ phổ thông cho đến hàng cao cấp nha các bác nhá. Như cái bộ sập này thì bên em đang khảm với mức giá là vào 28 triệu đấy các bác này. Trần ốc cực kỳ đẹp. Và đây là những cái vách ghế ốp lưng nha. Trước mặt đây thì em cũng vừa lọc ra để ba loại ốc nhập khẩu đây. Thì đây là tất cả là ba cái loại dòng gỗ dòng ốc từ hàng trung bình cho đến cao cấp nhá. Thì trước mặt các bác đây là cái dòng ốc mà hàng phổ thông này, hàng trung bình vừa tiền thì hiện nay thì nó cũng nhìn nó cũng tương đối là đỏ này các bác này, nhìn mặt nghiêng nhá. Rất là đẹp. Và thứ hai đây là hàng trung bình khá này các bác này, các bác nhìn chưa? Bắt đầu nó có những cái màu sắc này rất là đẹp nhá. Và cái hàng thứ ba đây, hàng này là hàng cao cấp này các bác này. Đây các bác nhá, nhìn hàng cao cấp các bác nhìn chưa? Những cái đường kẻ của nó này cực kỳ là tinh xảo này. Rất là đẹp. Để mà lựa chọn lên một cái dòng ốc cao cấp này thì bọn em là phải lọc ở từ những lạng bọn em mua theo tính theo cả triệu đồng một lạng nha các bác nhá. Một lạng ốc này cũng chỉ được có vài miếng thôi. Để lọc ra một cái hàng đẹp như thế này thì mất rất nhiều, có khi đến cả cân mới lọc ra được một ít thôi các bác ạ. Thì khi mà tách tỉa này các bác này, bọn em sẽ phải định hình trước. Để những người thợ của bên em phải đang định hình những cây tùng trúc cúc mai nhá. Bọn em vẽ trực tiếp đây. Vẽ trực tiếp lên gỗ và bọn em sẽ định hình để những người thợ khảm theo cái nét này. Rất là mất thời gian nhá và tỉ mỉ. Riêng với cái dòng khảm chai này thì cực kỳ cái độ tỉ mỉ và tinh xảo của nó thì cực kỳ là cao nhá.
Hiện tại thì bên em cũng đang khảm trai một bộ cuốn thư cầu đối cho bác khách ở thành phố Hà Nội đây. Đây là hàng trần ốc nhá. Thì bên em mới dán xong thôi. Còn mai này thì bên em sẽ trà đi. Đây bên em mới dán ốc xong nhá. Mai này khi bọn em trà đi thì nó sẽ bóng lên rất nhiều. Hình như bác nhìn chữ tầm bên em làm đây. Trần ốc đấy ạ. Rất là đẹp nhá. Riêng về cái dòng khảm trai này thì luôn luôn đi cùng với năm tháng các bác ạ. Không bao giờ sợ phai màu bạc màu đâu. Thì vừa rồi thì em cũng vừa giới thiệu cho các bác về cái dòng khảm trai để cho các bác tham khảo nhá. Thì hy vọng sẽ giúp ích cho các bác để cho các bác lựa chọn cái sản phẩm của mình sao cho nó đẹp phù hợp với không gian phòng thờ nhà các bác cũng như tư gia mà các bác đang ngồi như những chiếc sập ngồi hay là bộ bàn ghế nhá. Thì video này nếu các bác cảm thấy hay thì nhớ cho em xin một nút like và chia sẻ. Thì xin chào và hẹn gặp lại các bác nhé.